Thế giới động vật phong phú muôn màu muôn vẻ, tuy nhiên sẽ không khó để có thể bắt gặp được những màn photocopy khá kỳ lạ. Chắc chắn nhiều người sẽ nhầm lẫn đây là bộ lông của một chú chó còn sót lại sau khi thân thể đã bị mục nát. Tuy nhiên, đây lại là rễ cây của một loài thảo dược quý. Cũng bởi vì hình dáng đặc biệt mà loài cây này có tên là kim mao cẩu tích. Cẩu tích là loài bản địa từ Trung Quốc cho tới phía tây bán đảo Mã Lai. Khi mọc thẳng, cây chỉ cao tới 1 mét, nhưng nó thường mọc bò tạo thành các cụm cây trên các sườn đồi, tại các khu rừng thưa và tại các khu vực có dấu chân của người. Cẩu tích được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa và Đông Nam Á. Mặc dù từng có sự phân bố khá rộng, nhưng cẩu tích đã bị thu hái tích cực tại Đông Nam Á, dẫn tới sự suy giảm về số lượng. Được biết, trong những năm xảy ra nạn đói tại Trung Quốc, những người dân tại Quảng Đông đã cứu đói bằng cách luộc củ của loài này để chống đói. Cây được thu hái quanh năm, người dân thường chặt bỏ toàn bộ cành, đào lấy toàn bộ phần bẹ và những vùng có lông vàng của cây bao phủ. Nó còn được biết đến là một vị thuốc giúp bổ can thận, mạnh gân xương lưng gối, trừ phong thấp, trị chứng thận hư, đau lưng, cứng cột sống, tiểu tiện khó cầm, khí hư, bạch đới. Ngoài ra, lông cẩu tích còn dùng để cầm máu rất hiệu quả. Khi bị chảy máu thì chỉ cần lấy một ít lông này đắp vào vết thương là cầm được máu ngay. Tác dụng này có được là do cẩu tích hút huyết thanh của máu, hình thành máu cục, bởi vậy làm cho máu chống đông. Là một vị thuốc có nhiều công dụng, hiện nay kim mao cẩu được khai thác trong tự nhiên và cây trồng tại nhiều nơi trên các vùng Đông Nam Á và Trung Quốc. Một quả cầu đá khổng lồ nặng đến 30 tấn được phát hiện trong rừng Botswana có thể là dấu hiệu của một nền văn minh tiên tiến thời xa xưa. Tháng 3 năm 2016, ở Bosnia, người ta đã phát hiện ra được một khối đá hình cầu khổng lồ tròn vành vạch. Đây có thể là khối đá lớn nhất, loại này được tìm thấy trên thế giới. Nhiều tranh luận đã nổ ra xung quanh việc khối đá này là nhân tạo hay là sản phẩm của tự nhiên. Cụ thể, quả cầu đá khổng lồ được phát hiện trong khu rừng ở Bosnia. Nó có đường kính trong khoảng từ 1,2 cho đến 1,5 mét. Kiểm tra sơ bộ thì cho thấy nó có thể nặng hơn 30 tấn, biến nó thành quả cầu đá nặng nhất châu Âu. Tiến sĩ Shermis, người được mệnh danh là Indiana Jones xứ Bosnia, đã đến khảo sát khối đá này. Sami cho biết vật liệu tạo khối đá chưa được phân tích, nhưng sắc màu nâu và màu đỏ của khối đá cho thấy nó chứa hàm lượng sắt rất cao. Khối lượng riêng của sắt là 7,8 kg trên 1 cm khối, và nếu lấy một con số khiêm tốn hơn, nhưng tiếp cận ngưỡng này là 5 kg trên 1 cc, thì khối lượng của khối đá phải là hơn 30 tấn, khiến nó trở thành đối thủ nặng ký cho quả cầu đá nặng nhất trên thế giới, vượt xa những quả cầu đá khác ở Costa Rica và Mexico. Ngoài ra, trên mặt khối đá có thể tìm thấy các dấu hiệu trầm tích tự nhiên như là một lớp sa thạch, đất sét, rồi đất và thực vật lần lượt từ ngoài vào trong. Sami cho rằng phải mất hàng chục, thậm chí là hàng trăm ngàn năm để lớp trầm tích này hình thành. Ông tin rằng khối đá này là minh chứng cho sự tồn tại của một nền văn minh tiên tiến đã thất lạc có niên đại cách đây hơn 1.500 năm. Theo tiến sĩ Shamir, bên cạnh kích thước đáng kinh ngạc của khối đá, phát hiện này còn có ý nghĩa quan trọng đối với vốn hiểu biết của chúng ta về những nền văn minh tiền sử. Ông nói, đầu tiên, đây có lẽ là một bằng chứng khác cho thấy khu vực Nam Âu, cụ thể là Balkan và Bosnia, từng là nhà của những nền văn minh tiên tiến từ thời xa xưa mà chúng ta không có bất kỳ ghi chép nào về chúng. Thứ hai, họ có một trình độ công nghệ tiên tiến nhưng khác với chúng ta. Cuối cùng, họ biết đến sức mạnh của các khối hình học, bởi hình cầu là một trong số các hình khối mạnh mẽ nhất bên cạnh hình kim tự tháp và hình nón. Do đó, không lạ gì khi bắt gặp các kim tự tháp và nấm mồ hình nón ở Bosnia. Sami và nhóm của ông cũng đã tìm thấy những khối đá tương tự ở 20 địa điểm khác nhau, được tạo hình hoặc làm từ chất liệu khác. Lấy ví dụ như những quả cầu đá granite tại làng Tushkesh ở phía đông Bosnia.
quả cầu đá núi lửa gần thị trấn Konjic ở miền trung Bosnia và những quả cầu bằng đá sa thạch tại nhiều địa điểm ở miền Tây và miền trung Bosnia. Trước đó vào năm 2005, Samir cũng có một tuyên bố chấn động rằng tồn tại các kim tự tháp cổ đại ở thung lũng Visoko nằm ẩn mình dưới dạng một cụm đồi và kết nối với nhau thông qua một mạng lưới đường hầm ngầm. Mặc dù tuyên bố của ông về các kim tự tháp đã gặp phải nhiều sự chất vấn từ các đồng nghiệp, chính phủ Bosnia vẫn quyết định hỗ trợ tài chính để Samir tiến hành các cuộc khai quật trong khu vực. Nedžad Branković, thủ tướng Bosnia vào thời điểm đó có nói rằng: "Chúng tôi được biết thế giới đang cười nhạo chúng tôi, nhưng không một chính phủ nào trên thế giới nên giữ im lặng trước những dự án có tiềm năng khả quan như vậy." Nhà khảo cổ học tràn đầy hy vọng dự án nghiên cứu kim tự tháp Bosnia sẽ mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Ông tin rằng một khi nghiên cứu của ông hoàn thành thì một trong những kim tự tháp được tìm thấy ở Bosnia sẽ cao hơn đại kim tự tháp Giza, Ai Cập. Và đây sẽ là khám phá vĩ đại nhất kể từ khi phát hiện ra lăng mộ Pharaoh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.